chào nhà thơ Quốc Lương. Quang Đẩu xin chào các bạn. Quang Đẩu cùng với anh Quốc Lương chống dịch Covid mới tích tiền. Mình đọc được cái bài thơ là chúc cô để hưởng ứng với cái tình hình dịch bệnh của thành phố Phan Thiết và cùng cả nước và toàn thế giới. Mà hiện nay coi như là tại Hàm Tân La Di cũng đã có. Xin mời các bạn cùng nghe với cái bài hát viết nhanh. Đó là chủ đề chiến dịch chống cô. Xin chào các bạn.